Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết ở miền Bắc tương đối dễ chịu vì có những cơn mưa rào và dông góp phần hạ nhiệt sau những ngày nắng nóng. Sáng và trưa nay, Bắc Bộ nắng mây đan xen nên nhiệt giảm nhẹ. Phía Đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Với miền Trung, hầu khắp các tỉnh thành đều có nắng mạnh. Tuy nhiên, nhờ những cơn mưa giải nhiệt vào chiều và tối ngày 24 tháng 5 nên nền nhiệt ở Trung Bộ có giảm. Nhiệt độ khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 32 đến 35 độ. Nhiệt độ các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 33 đến 36 độ. Chiều tối và đêm nay ngày 25 tháng 5, khu vực phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo, mây dông phát triển dữ dội cộng với mưa xuất hiện sau nhiều ngày nắng nóng dẫn đến hiện tượng thời tiết cực đoan là lốc sét và gió giật. Vì vậy, khi trời chuyển dông, mọi người hạn chế hoặc không nên di chuyển ở ngoài đường. Mau chóng tìm nơi tránh trú kiên cố. Nếu ở trong nhà thì nhớ đóng chặt cả cửa, hạn chế thiết bị điện để tránh sét đánh lan truyền. Tây Nguyên Nam Bộ, sáng đến trưa, có nắng nhưng không nóng. Nhiệt độ ở Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ. Nhiệt độ ở Nam Bộ từ 30 đến 33 độ. Chiều và tối, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên cả hai khu vực này có mưa rào và dông cục bộ, mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh. Trên biển khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông có thể có lốc xoáy và gió giật mạnh, cần lưu ý đề phòng. Tiếp theo là phần dự báo thời tiết cả khu vực của tỉnh Quảng Bình đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 74 đến 92%. Khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm từ 75 đến 96%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 72 đến 90%. Kết thúc phần tin là dự báo nhiệt độ của các vùng trong tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.